Thưa quý vị và các bạn, thời tiết lúc này ở Sapa, tỉnh Lào Cai đã có chuyển biến khi mà không khí lạnh tràn về, trời có mưa và sương mù dày đặc. Nhóm phóng viên VTC14 đã có mặt ở đèo Ô Quý Hồ có độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, một trong những nơi thường xuyên xảy ra mưa tuyết ở khu vực này. Và thông tin chi tiết thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp phóng viên Trung Kiên để biết thêm chi tiết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Sapa đón không khí lạnh cực mạnh lần này với một trận mưa rào kéo dài suốt từ đêm qua đến rạng sáng nay. Và lúc này đã hơn 6 giờ sáng, tuy nhiên trời vẫn rất là tối. Và để lên được đến đây thì nhóm phóng viên chúng tôi đã phải trải qua một quãng đường hết sức là khó khăn khi mà sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ giảm xuống khoảng từ 2 đến 3 mét. Các xe trước và xe sau phải bám sát đuôi nhau và bám vào các tả luy để di chuyển lên đỉnh đèo Ô Quý Hồ, nơi mà có khả năng xảy ra băng tuyết. Tuy nhiên lúc này theo ghi nhận của chúng tôi ở ngoài trời thì nhiệt độ mới chỉ dừng ở mức 6 đến 7 độ và chưa thể xuất hiện băng tuyết được. Vâng, có thể nói là trận mưa rào tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn là với cường độ mạnh, tuy nhiên cũng khiến người dân ở thị trấn Sapa hết sức lo lắng khi đây có thể là thời điểm khởi đầu của những cái hiện tượng bất thường như là mưa tuyết trong ít giờ tới. Vâng, theo ghi nhận của nhóm phóng viên tại khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ thì trời mưa và mưa mù dày đặc và cũng không có một du khách nào lên trên này để ngắm tuyết cả, vì đơn giản là khi mà nhiệt độ ngoài trời chưa xuống ngưỡng 0 độ thì rất khó có thể tạo ra hiện tượng băng giá cũng như là mưa tuyết ở trên khu vực này. Hiện trên địa bàn Sapa có khoảng 4.000 phòng nghỉ lớn và nhỏ, tuy nhiên con số này chỉ đáp ứng được cho những dịp cuối tuần, còn đặc biệt là trong những ngày mà xảy ra mưa tuyết thì lượng khách tăng lên đột biến và rất khó có thể đáp ứng được nhu cầu này. Và trước cái tình trạng mà nguy cơ du khách có thể bị ép giá hay bị chặt chém thì Ủy ban nhân dân huyện Sapa đã bố trí các lực lượng, các tổ liên ngành thường xuyên kiểm tra và công bố đường dây nóng để du khách khi mà có những cái phản ánh về sự bất cập thì có thể điện ngay và để được giải quyết kịp thời.